Hoa Kỳ và Anh Quốc ngừng viện trợ cho quân đội tự do Syria, tên từ Istanbul. Phát ngôn viên của Liên minh Quốc gia Syria, ông Khaled Saleh nói rằng, việc Hoa Kỳ và Anh Quốc ngừng viện trợ cho quân đội tự do Syria chỉ là quyết định tạm thời, sự thương lượng đang diễn ra. Hoa Kỳ và Anh Quốc đã tuyên bố ngừng cung cấp yểm trợ dụng cụ phi sát thương cho quân đội tự do sau khi dân quân Hồi giáo đánh chiếm các kho vũ khí, lo sợ các thiết bị tối tân sẽ lọt vào tay thành phần cực đoan. Ông Saleh cho biết, dân quân quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant, tức ISIL, đã tràn vào các nhà kho vũ khí cách đây 4 ngày. Tướng Selim Idris đã yêu cầu mặt trận Hồi giáo giúp đỡ và đã đánh lùi ISIL. Nhưng câu hỏi quan trọng hiện nay là, quân đội tự do có đủ sức để bảo vệ những nhà kho này hay không? Giới lãnh đạo quân đội tự do Syria được Tây Phương yểm trợ đang bị chỉ trích đã bất lực, không thể ngăn chặn dân quân rời bỏ hàng ngũ, đi theo các binh đoàn Hồi giáo và đang trở thành lực lượng thứ yếu trong cuộc chiến chống lại quân đội Al-Assad. Mặt trận Hồi giáo gồm 6 binh đoàn chính đã tuyên bố tách rời quân đội tự do Syria trong tuần trước, chiếm trụ sở Hội đồng quân sự và các nhà kho ở cổng biên giới Bab al-Hawa đi sang Thổ Nhĩ Kỳ. Một viên chức Hoa Kỳ nói rằng, tướng Idris đã bỏ chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc mặt trận Hồi giáo chiếm các nhà kho, gồm có xe tải, thực phẩm, vật liệu y tế, dụng cụ truyền tin, máy tính sách tài và máy radio. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria nói rằng, mặt trận Hồi giáo cũng đã chiếm các nhà kho vũ khí của quân đội tự do Syria, gồm có vũ khí phòng không và vũ khí chống xe tăng.